Tập 11. Nếu như tôi làm lành với Hàn Minh thì tôi sẽ giống như chai rượu này. Cô sao vậy? Cô đỡ thì đừng quay lại đây. Đi rồi thì đừng có. Bố đừng la nữa được không? Đừng cãi nhau nữa. Đừng cãi nhau nữa. Ăn cơm đi. Đừng cãi nhau nữa. Lúc nợ tiền thì lúc nào cũng đòi chị con. Nhưng khi xảy ra chuyện thì cũng nuôi chị ấy ra. Không có chị thì cái nhà này được như bây giờ sao? Đừng nói nữa, Sĩ Uyên. Còn cái gì mà chị con? Mắt con bị mù hả? Chị con là ai? Con cũng chẳng biết đâu. Bố nói con biết như vậy. Ông nói linh tinh gì vậy? Gì mà nói linh tinh chứ? Không thích nghe à? Cút. Bố nói con biết. Thằng nhóc như con sớm muộn cũng sáng mắt ra thôi. Đi hết rồi à? Đi rồi à? Uống rượu đi. Tôi uống con khỉ. Cậu nói xem, có phải là tôi không nên làm vậy không? Nhưng thực sự tôi không ngờ là sẽ khiến cô ấy đau khổ như vậy. Hàn Minh, anh là đồ khốn. Anh là kẻ vô liêm sỉ nhất mà tôi từng gặp. Tại sao anh không yêu Đinh Ngải Gia đi? Tại sao anh cứ phải trêu đùa tôi? Anh nghĩ là tôi dễ bắt nạt phải không? Nói cho anh biết, tôi là cô gái không sợ trời, không sợ đất của vùng này. Chỉ cần tôi tát một cái thì anh sẽ bị tôi tát rơi hết trăng cho mà xem. Anh tưởng rằng mình vừa giàu có vừa đẹp trai thì tôi nhất định sẽ thích anh sao? Dựa vào cái gì chứ? Tôi ghét anh. Tôi cực kỳ ghét anh. Từ ngày đầu tiên, từ lúc anh trên xe với tôi là tôi đã vô cùng ghét anh rồi. Anh tự cao tự đại. Tất cả các nhược điểm của con người thì anh đều có cả. Nhưng tôi cũng chẳng biết tôi bị sao nữa. Tôi chỉ là rất thích ở bên cạnh anh. Tôi thích anh trêu đùa tôi. Tôi thích anh đối xử kiểu ngang ngược với tôi. Tôi cứ cảm thấy như chúng ta đã quen nhau rất lâu rồi vậy. Tôi cũng chẳng biết tôi bị sao nữa. Chỉ là tôi rất thích anh. Rất thích được ở bên cạnh anh. Nhưng tôi không thể hứa với anh. Tôi không thể hứa với anh được. Đinh Ngải Gia. Đinh Ngải Gia, con dậy ngay đi. Ai? Có để tôi ngủ hay không hả? Mau kéo rèm lại đi. Kéo lại đi.
cô. Còn biết là cô sao? Mau tắm rửa thay đồ rồi cùng cô quay về. Cô đang nói với con đấy, con có nghe thấy không? Vẫn còn khóc à? Đinh Ngải Gia, cô nói con biết, con không phải là một người bán cá, con là một chủ tịch tập đoàn Đinh Thị, con gái cưng của Đinh Hoài Diễn. Mỗi hành động là của con đều liên quan tới Đinh Thị chúng ta. Ông nội sắp quay về rồi, con hãy sốc lại tinh thần đi. Ông nội, ông nội về rồi. Ông nội quay về rồi. Ông nội, ông nội về rồi. Cô biết trong lòng con không vui. Cô biết gì người ấu gì cướp đi Hàng Minh khiến con không phục. Nhưng mà con cứ nhốt mình trong phòng rồi hành hạ bản thân thế này cũng chẳng ích gì. Như vậy thì Hàng Minh sẽ quay lại bên con sao? Thật ra con đã thắng Ngư Ấu Di rồi. Con có gia đình, có địa vị. Con còn sợ con không giành được Hàng Minh về sao? Cô ơi, anh Hàng Minh còn muốn quay về bên cạnh con sao? Vậy thì phải xem sau này con ra sao. Nhưng con không biết nên làm thế nào nữa. Con không biết nên làm thế nào nữa. Cô ơi, hãy nhớ kỹ, cảm giác sợ hãi mất đi tất cả này, chỉ có như vậy con mới ngày càng mạnh mẽ. Để cho những người từng làm tổn thương con phải sợ con, rồi trả lại tất cả những gì mà bọn họ nợ con. Cô ơi, tất cả những gì tao vừa nói có phải mày nghe hết rồi không? Nói mày đó, chính là mày. Có phải mày vừa nghe hết bí mật của tao rồi không? Cho mày biết, mày nhất định phải giữ bí mật cho tao. Nếu như mày không nghe lời, có tin tao chặt mày đem làm cục bùm không hả? Thôi, dù sao cũng bị mày nghe hết. Những bí mật cất giấu lâu như vậy rồi, hay là tao cho mày biết thêm một bí mật nhé. Mày có biết vì sao tao không đồng ý làm bạn gái của anh ấy không? Thật ra không chỉ vì Đinh Ngải Gia. Nếu như tao đồng ý làm bạn gái của anh ấy thì như vậy chính là đem cho AC5 cho Hàng Thị rồi. Ít nhất cũng phải chứng minh tao không phải là người ăn trộm AC5. Còn nữa, tao không muốn bị người khác nói là tới với anh ấy vì tiền. Tao tin rằng trong tương lai sẽ có một ngày tao sẽ trở thành người chèo thuyền bườm vĩ đại nhất thế giới, có thể kiếm thật nhiều tiền. Đến lúc đó tao hy vọng tất cả mọi người ngưỡng mộ tao. Tất cả mọi người đều nói Ngư Ấu Di vô cùng xứng đôi với anh ấy. Cảm ơn mày đã lắng nghe tao tâm sự. Nói chuyện với mày lâu như vậy, tâm trạng tao tốt lên nhiều rồi. Tao nhất định sẽ tiếp tục kiên trì, nhất định không bị khuất phục. Tao cũng nhất định sẽ điều tra rốt cuộc là ai đã hãm hại tao. Thôi muộn rồi, tao phải về đây. Sau này chúng ta làm bạn nhé. Tao sẽ tới thăm mày thường xuyên. Tạm biệt. Ngư Ấu Di, cô hãy nghe cho rõ đi. Tôi muốn ở bên cô. Cho dù người khác có nói như thế nào,
Cho dù cô đồng ý hay không, tôi sẽ làm vậy. Ông nội không biết anh ấy tập tài liệu này chứ? Nghe nói chủ tịch đang cho người tìm khắp công ty. Lần này Ngư Ấu Di được cứu rồi. Anh thật sự muốn đưa cho Ngư Ấu Di à? Chúng ta đấu với nhà họ Đinh lâu vậy rồi. Nếu như Đinh Thị biết phương án và báo giá của chúng ta thì tổn thất của chúng ta lớn lắm đó. Anh, Đinh Thị sẽ vui lắm đó. Anh không khen tôi thì cũng được, ít nhất cũng khen tôi một câu chứ. Rốt cuộc nên làm thế nào để chứng minh mình trong sạch đây? Tôi đã tìm được cách rồi. Tại sao là anh chứ? Không phải tôi nói với anh rồi sao? Gì của tôi không cần anh quan tâm. Anh nghe không hiểu à? Trả điện thoại đi. Không trả. Anh làm gì vậy? Không trả. Không trả. Trả điện thoại đi. Anh mở cửa ra. Trả điện thoại đi. Cô hãy lên xe đi, rồi tôi trả lại cho. Tôi lên xe của anh làm gì chứ? Anh làm như vậy tôi hét lên đó. Cô hét đi, nếu có người tới đây. Tôi nói với họ là tôi đưa bạn gái tôi đi dạo. Mọi người nhìn gì chứ? Chưa thấy đôi trẻ cãi nhau à? Ai là một đôi với anh? Tôi không có quen anh ta đâu. Người này bị thần kinh đó. Mọi người đừng hiểu lầm, cô ấy là bạn gái của tôi đó. Tôi nói cô biết, công viên này trung bình một phút có khoảng 20 người đi qua đi lại. 10 phút có khoảng 200 người. Một tiếng đồng hồ thì có khoảng 1.200 người qua lại. Nếu như cô không muốn lên xe, tôi cứ ôm cô thế này. Dù gì tôi cũng chẳng sợ. Bạn gái tôi. Bạn gái tôi. Biết rồi, xinh lắm. Cô ấy đúng là bạn gái của tôi mà. Không có gì đâu. Được rồi. Quá đáng. Đây là cái gì? Đây là phương án đấu thầu và báo giá của Hàn Thị chúng tôi. Anh đưa tôi làm gì? Cứu cô đấy. Cứu tôi. Phương án này có liên quan gì tới tôi chứ? Dự án này chúng tôi đã tranh giành với Đinh Thị rất lâu rồi. Ai lấy được thì người đó có lợi. Cô hãy đưa thứ này cho Đinh Trì. Tôi nghĩ bà ấy sẽ không kiện cô nữa. Anh lấy được ở đâu vậy? Tôi lấy ở chỗ ông nội tôi. Không phải các anh sẽ thua sao? Tổn thất công ty rất lớn đó. Cô không cần quan tâm đâu. Chúng tôi không phải Đinh Thị. Chúng tôi có thua cũng không sao. Chỉ mất đi một dự án thôi. Nhưng nếu một ngày ông nội anh phát hiện ra là anh đã bán đứng ông ấy. Không sao đâu. Suy cho cùng tôi vẫn là cháu của ông. Ông sẽ không làm gì tôi đâu. Cô làm gì vậy? Cô làm gì vậy hả? Cô làm gì vậy? Thứ này có thể cứu được cô đấy. Tôi không thích mắc nợ người khác. Tới lúc này rồi tại sao cô vẫn muốn như vậy? Tôi cứ vậy đấy. Nếu anh không thích thì thôi. Tôi đi là được. Ấu Di, cô có biết tôi không bao giờ để người khác đổ oan cho cô không? Tôi không muốn thấy cô phải ngồi tù. Tôi vẫn còn một bản kế hoạch. Cô dứt đi, tôi lại photo thêm. Nếu cô không đưa cho Đinh Trì, tôi sẽ tự mình đi nói chuyện. Nhất định tôi sẽ khiến bà ấy bãi nại.
Tôi không hy vọng vì tôi mà quan hệ giữa anh và ông nội căng thẳng. Ông ấy là ông nội của tôi, không sao đâu. Tôi sẽ tìm cách để chứng minh sự trong sạch của mình. Nếu anh dám đi đàm phán với Linh Trì, tôi sẽ đi nhận tội ngay lập tức. Cô việc gì phải khổ như vậy? Bởi vì đây chính là con người của tôi. Người ấu gì? Ngải Gia, mẹ tới làm gì vậy? Con thực sự muốn đối phó với Ấu Di? Sao lại đối phó Ấu Di? Mẹ đang nói gì vậy? Con còn giấu mẹ? Chuyện này đang đồn đại âm ỉ lên kia kìa. Đừng tưởng là mẹ không biết. Mẹ tới tìm con vì như Ấu Di thua sao? Con người đó, mẹ hiểu rõ. Nó sẽ không giở trò gì. Chuyện của tập đoàn Đinh Thị chúng ta, hay là đừng điều tra nội bộ nữa. Mẹ nghe con nói, chuyện này không phải con đang đối phó với Ấu Di, là công ty muốn kiện cô ta. Hơn nữa bên trong có rất nhiều chuyện con không rõ. Trong buổi họp báo là cô bảo con nói, nếu mẹ không rõ thì hãy đi hỏi cô đi. Cô đang ở văn phòng đó, con có hẹn, con đi trước đi. Ngải Gia, Ngải Gia, đợi sau khi tội danh của Ấu Di thành lập thì có thể cho cậu nghỉ vài ngày rồi. Tới lúc đó cậu có thể đi Mỹ để đoàn tụ với con trai rồi. Giám đốc Đinh à, tôi vẫn hơi lo. Tôi không biết giữa cô và người Ấu Di có khúc mắc gì. Tôi cảm thấy sự việc này, nếu để toàn bộ số liệu của AG5 thì có thể không tính ra được. Phương Tuấn, đây không phải việc của anh. Anh chỉ cần hoàn thành tốt công việc tôi giao là được rồi. Nhưng không nhân nhị gì cả. Muốn làm người tốt thì phải buông bỏ rất nhiều thứ. Anh tự hỏi mình xem, anh làm được không? Có thời gian hãy nghĩ tới vợ của anh. Nghĩ tới khoản viện phí trị giá 10.000 tệ của cô ấy. Khoản đó là ai giúp anh trả? Phương Tuấn, sao anh để chứng cứ quan trọng như vậy ở trung tâm nghiên cứu? Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, chứng cứ này rất quan trọng với chúng ta. Có nó, có thể dùng ngươi Ấu Di vào chỗ chết. Được rồi, tôi lấy nó về nhanh đi. Ngày mai chính thức khởi kiện ngươi Ấu Di rồi. Giám đốc Đinh à, vậy là thế nào chứ? Chẳng có gì cả, diễn một màn kịch thôi. Được rồi, đi làm việc của anh đi, khỏi tới chỗ đội thuyền nữa. Cái vấn đề còn lại tôi tự giải quyết. Được, tôi đi trước đi. Alo, là Ấu Di phải không? Dì Dư, dì đang ở đâu vậy? Dì đang ở trung tâm nghiên cứu phát triển. Tôi đã biết rồi, ai là người đã hại cô? Bọn họ. Dì Dư, chị dâu, em biết chuyện AG5 bị lộ khiến chị rất giận. Chị cũng không cần làm loạn trung tâm nghiên cứu lên thế này chứ. Không đâu, không đâu. Tôi đâu có làm vậy. Em nói chị có làm là có làm.
Cô làm gì vậy? Tôi không làm. Bảo vệ, người đâu? Bảo vệ, bắt dễ lại mau đi. Bắt dễ lại mau. Người phụ nữ này lại lên cơn điên rồi. Mau được dễ đi ngay đi. Mau đưa đi, nhanh lên. Tôi không điên, tôi không điên mà. Tôi không điên. Người Âu Di, cô đã không còn là nhân viên của tập đoàn Đinh Thị. Cô đến đây làm gì chứ? Trong đó xảy ra chuyện gì vậy? Không liên quan tới cô. Ban nãy dì Dư gọi điện cho tôi, kêu tôi tới trung tâm nghiên cứu. Đừng nói nữa. Ban nãy bà Đinh phát bệnh nên được người của bệnh viện đưa đi rồi. Đang tự nhiên sao lại phát bệnh chứ? Làm sao mà tôi biết được? Tôi phải vào đó một lát. Tôi phải vào một lát mà. Cô làm gì vậy? Cho tôi vào đi. Đi thôi, đưa cô ấy đi. Dì Dư, canh buông ra đi. Dì Dư à, là cháu Ấu Dì đây. Đi đi nhanh lên, nhanh lên đi. Đang tự nhiên sao dễ lại phát bệnh vậy? Làm sao mà tôi biết được? Canh, cho tôi vào đi. Chỉ một lát thôi mà. Đi đi, người này không chào đón cô. Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra đi. Phu nhân, có ai ở nhà không? Có ai không? Dì Dư, có ai ở nhà không? Dì Dư, dì Dư. Sao ở đây lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ? Có lẽ nhà của người có tiền đều là như vậy ư? Dì Dư, dì Dư, dì Dư, dì Dư, dì Dư, vì sao vậy hả? Là ai đã nói gì lại chứ? Dì Dư, dì Dư, cháu là Ấu Dì đây. Không phải chị muốn nói cháu biết là ai ám hại cháu sao? Dì Dư, Phương, Phương Tuấn, Phương Tuấn. Nhưng mà anh ấy đã đối xử với cháu rất tốt mà. Tại sao anh ta lại làm như vậy? Anh ta, anh tới rồi à? Thời gian anh lái xe chỉ có 5 phút, sắp nhanh hơn tốc độ sẽ khỏi đồn rồi. Là em cho người báo danh Ấu Dì đang ở đây đúng không? Em chỉ muốn biết là anh quan tâm cô ấy thế nào. Ấu Dì sao rồi?
Đúng là quan tâm cô ấy thật đấy. Anh không hề hỏi xem tại sao cô ấy đột nhập vào nhà của em, rốt cuộc cô ấy muốn làm gì. Anh tin là Ấu Di không có ý xấu. Người Ấu Di, em biết, anh yên tâm. Em nói rõ với cảnh sát rồi. Nếu như anh quan tâm cô ấy như vậy thì em chúc phúc cho hai người. Được làm em gái của anh cũng rất tốt mà. Chúng ta cũng có thể như trước đây, cùng nhau ăn cơm, tâm sự. Đương nhiên rồi, anh đảm bảo sẽ như trước đây. Thật sao? Anh Hàn Minh, anh Hàn Minh, anh thực sự rất tốt. Chị sao vậy? Không sao. Đi thôi. Ngại gia, anh rất cảm ơn em. Anh vào tìm Ấu Di. Được. Người Ấu Di, bây giờ ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Cô đừng đắc ý sớm. Chị. Chị sao vậy? Chị mượn điện thoại một chút. Điện thoại chị đâu? Nếu gọi số của chị anh ấy không nghe đâu. Chị muốn gọi cho ai? Phương Tuấn. Phương Tuấn là ai? Là người có thể chứng minh chị vô tội. Thuê bao của khách vừa gọi thì không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sao? Đi, tới đội thuyền. Cô vẫn không thôi à? Sao lại là cô nữa? Anh à, anh nghĩ tôi muốn tới sao? Giám đốc Phương tìm tôi đó. Giám đốc Phương, đúng vậy. Anh ấy có một số việc phải nói cho rõ. Anh ơi, giám đốc Phương gọi tôi tới mà, nên là tôi phải vào trong để gặp anh ấy. Tôi bảo này, người Ấu Di, nếu cô muốn lừa người ta, cô cũng không nghe ngóng xem. Giám đốc Phương không tới đây mấy hôm nay rồi, làm sao anh ấy gọi cô đến được? Có phải cô lại đến để anh cấp bí mật không? Cô đừng có hại tôi đấy. Tại sao anh ta lại không tới vậy? Làm sao mà tôi biết được? Đi đi, đừng có gây rối đây nữa. Vậy là Phương Tuấn có vấn đề rồi. Tôi phải tìm thấy anh ta. Cô à, cô không đợi được nữa. Con chỉ hận không thể lập tức làm cho người Ấu Di biến mất. Được rồi, luật sư đang làm thủ tục rồi. Giờ chỉ đợi khởi tố thôi. Giờ tất cả chứng cứ cho thấy người Ấu Di ăn cắp bí mật thương nghiệp. Lần này cô ta đừng hòng thoát. Vậy về Phương Tuấn thì sao? Có thể sao chứ? Anh ta đưa hết chứng cứ cho cô rồi. Phương Tuấn. Em xem. Chị làm gì vậy? Tìm xem nhà của Phương Tuấn ở đâu. Phương Tuấn lái xe đi làm mất khoảng nửa giờ. Chị đã vẽ ra tất cả những nơi các công ty nửa giờ lái xe lên bản đồ đây rồi. Sau đó thì sao? Thêm Liễu Tiểu Mỹ, đi tìm từng nhà thôi. Chị còn in thêm một số tờ rơi tìm người. Chúng ta cũng tìm đi. Chị cứ tìm như vậy, có mà tới sang năm cũng không xong. Hai hôm nữa cảnh sát lập án rồi, không thể không làm gì. Lẽ nào ngồi yên chờ chết sao? Chị sẽ đi tìm tài liệu về Phương Tuấn. Chị không tin không tìm được anh ta.
Sĩ Uy, tôi tới cứu chị cậu. Cậu hãy ra gặp tôi đi. Còn nữa, đừng để cô ấy biết. Cậu biết password của email chị cậu không? Anh muốn làm gì? Đinh thị sẽ kiện cô ấy sớm thôi. Chuyện này có liên quan gì tới password email của chị tôi? Ngày mai tôi đi tự thú. Tôi đã hack vào mail của Ấu Di. Email là do tôi gửi, không liên quan tới Ấu Di. Tôi tin cảnh sát sẽ điều tra tôi thôi. Vì thế tôi cần password email của Ấu Di. Anh làm gì chị tôi à? Đã hết cách rồi. Tôi không thể tìm được người hại Ấu Di. Chắc chắn phải có người đứng ra nhận trách nhiệm. Nhưng người này không thể là Ấu Di, bởi vì cô ấy không hề làm. Anh thực sự thích chị tôi sao? Cái này cậu không cần biết. Chỉ cần đưa tôi password email của chị cậu là được rồi. Chị ấy có biết anh đi tự thú không? Nếu để cô ấy biết, tôi cần gì tìm cậu chứ? Món nợ này sau này tôi sẽ trả cho anh. Password email thì tôi không biết, nhưng cho dù tôi biết, tôi cũng không cho anh đâu. Chị tôi với anh không có quan hệ gì. Sau này xin anh đừng quan tâm tới việc của chị tôi nữa. Sĩ Uy, Sĩ Uy. Chị đi đâu vậy? Đi tìm Phương Tuấn. Tìm anh ta ở đâu? Chị đứng đợi ở cửa Đinh Thị. Chị không tin cả đời này anh ta không tới đó nữa. Vậy nếu anh ta không tới thật thì sao? Chị không thể ngồi im không làm gì, đợi anh ta hãm hại chị sao? Tối qua Hàn Minh đã tới tìm em. Tìm em làm gì? Anh ta không cho em nói với chị. Nhưng em đã nghĩ thông suốt một đêm. Em nghĩ là em cần nói chị biết. Sao vậy? Anh ấy làm sao? Anh ấy muốn đi tự thú. Tự thú? Chắc chắn phải lấy được password email của người Ấu Di. Còn nữa, báo phóng viên biết, lập tức mở cuộc họp báo để thông báo về việc tôi đi tự thú. Trước khi cảnh sát đưa tin, tuyệt đối không được để trong nội tôi biết. Cứ như vậy đi. Ấu Di, cô sao vậy? Anh nghĩ sao mà tự thú thay tôi chứ? Tại sao anh cứ thích tùy ý quyết định thay tôi như vậy chứ? Anh nghĩ anh là ai? Nghe tôi nói trước đã. Tôi không nghe. Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, xin anh hãy tránh xa tôi một chút. Làm ơn đi. Tôi thực sự rất là ghét anh. Sao anh lại không nghe tôi? Bởi vì anh yêu em. Anh yêu em. Anh không muốn nhìn em giữ bất kỳ quốc tích nào. Càng không muốn nhìn thấy rõ ràng là em thích anh mà lại giấu trong lòng. Em đừng dạy dò bản thân nữa có được không? Nếu đã hết yêu thì hà cớ gì phải theo đuổi. Mưa vừa rơi, thoáng chốc đã lạnh lẽo bốn bề. Mà anh vẫn chờ để gặp em. Nỗi nhớ nhung là âm thanh nhẹ nhàng. Ai đang lắng nghe? Em nơi phương xa ấy có cảm nhận được hoài niệm cảnh xưa
chiếc lá rơi xuống tay anh. Như tiếng thì thầm dịu dàng của em bên tai. Không thể quay về quá khứ, anh sẽ khắc sâu hình ảnh em. Em xin lỗi, ban nãy em hơi mạnh tay. Đau lắm phải không? Không sao. Có cái ôm ban nãy của em, thì dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng đều thấy đáng. Em nói nghiêm túc đấy. Nếu anh tôn trọng em, thì mong anh đừng làm loạn. Bởi vì em là bạn gái của Hàn Minh, nên anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm hại em. Sao anh lại ích kỷ như vậy? Anh còn ông nội anh cơ mà, còn tập đoàn Hàn Thị nữa, bọn họ đều cần anh. Làm sao mà anh nói kệ là kệ được chứ? Anh chỉ là chủ tịch tạm thời thôi. Công ty là của ông nội anh, không có anh thì ông sẽ làm. Nhưng em thì khác. Nếu em không có anh thì em chẳng có gì hết. Tại sao ông nội lại giao lại công ty cho anh? Bởi vì anh là toàn bộ niềm hy vọng của ông ấy. Bây giờ anh thấy anh đang nhận tội thay cho một cô gái đánh cá. Ông ấy có vui được không? Em đừng nói bản thân mình chỉ là một cô gái đánh cá nữa. Em có tên mà. Em đang nói nghiêm túc mà. Được thôi. Vậy anh cũng nghiêm túc đây. Anh đi tự thú. Bởi vì em là bạn gái của Hàn Minh. Còn nữa, ông nội anh nhất định sẽ vì chuyện này mà đàm phán với Đinh gia. Chỉ cần ông nội ra mặt, nếu bọn họ không cách nào để từ chối các điều kiện, thì anh tin là Đinh Thị sẽ bãi nài thôi. Anh như vậy vẫn là dựa dẫm vào ông nội anh. Anh cảm thấy như vậy có được không? Ông ấy đã sống hơn nửa thế kỷ rồi, anh còn bắt ông ấy đi cầu xin Đinh Thị. Vậy có được không hả? Anh có vui không? Đó không phải là cầu xin, đó chính là đàm phán. Ông ấy và Đinh Thị đã có quan hệ hợp tác từ lâu. Em đừng lo nữa được không? Sao mà không lo được chứ? Nếu anh thực sự làm như vậy, có phải em rất đau lòng không? Anh muốn em đau lòng đấy. Như vậy anh mới có thể giữ được em, không để người khác cướp mất em. Em có biết không? Đã là lúc nào rồi, anh còn đùa được nữa? Được rồi, được rồi. Anh không trêu em nữa. Anh hứa với em, sau khi chuyện này kết thúc, em nói gì anh cũng nghe. Được không? Sĩ Uy, Sĩ Uy, Sĩ Uy, chị biết em ở đây mà. Chị bảo này, chị tìm được rồi. Tìm được rồi. Tiểu Mỹ, tại sao chị lại tốt với em như vậy? Chị, chẳng gì sao cả. Chị thích làm thế thôi. Một cô gái bình thường không phải đều thích người như Hàn Minh sao? Đẹp trai, có tài, gia cảnh tốt, quan trọng nhất là có tiền, có năng lực. Một tiểu tử nghèo như tôi, chẳng có tiền, chẳng có năng lực gì hết. Còn có một người bố tù tội, trong nhà xảy ra chuyện gì em cũng chẳng giúp được. Sĩ Uy, em không được nói với mình như vậy. Sao em lại không có năng lực chứ? Không phải là nó được đại học nổi tiếng ở nước ngoài, nhận giờ học rồi sao? Đúng, Hàn Minh ấy à, anh ta rất ưu tú. Giờ anh ta có rất nhiều thứ. Đó là bởi vì có một gia đình rất tốt. Nhưng mà chị tin rằng trong tương lai em nhất định sẽ còn tốt hơn nữa. Với lại trong mắt của chị, em đẹp trai hơn Hàn Minh rất nhiều. Thật sao? Đương nhiên. Chị của em có nghĩ như vậy không? Em nói gì vậy? Không có gì. Bạn đã chị hỏi em gì ấy nhỉ? Suýt nữa chị quên mất.
chị đã tìm được rất nhiều thông tin. Xem nè, có rất nhiều vụ giống như vụ của Ấu Di. Hơn nữa có một số thông tin về luật sư giỏi nữa. Tôi đã hát vào email của chị tôi để gửi thông tin bí mật cho Hàn Thị. Tất cả những gì cậu nói có thật không? Là thật. Ta hãy đi tìm Phương Tuấn. Phải tìm được Phương Tuấn. Người này là ai? Đó là vợ của Phương Tuấn. Có điều sức khỏe vợ anh ta không tốt, đa phần thời gian là ở bệnh viện. Tôi biết anh có nỗi khổ riêng, nhưng anh có thể nói thật. Tôi có thể đồng ý với anh ba việc. Không phải cậu muốn quay về đội Thuyền Đinh Thị đấy chứ? Cậu thật sự cảm thấy mình nên quay lại không?